Cận cảnh quá trình Trùm Lé ra đi và được gia đình chôn cất sau nhà. Như các bạn đã biết thì bé Trùm Lé đã ra đi vào ngày 28 âm lịch vừa qua. Sự ra đi đột ngột này gây ra bao nỗi tiếc thương cho bao người. Ngày hôm đó em ngủ cùng bà ngoại, đến khoảng tầm 4 giờ sáng hơn thì ngoại phát hiện em đã mất. Lúc đó cả người em lạnh ngắt, cứng đờ thì ngoại mới thỉnh Phật xuống tụng kinh cho em. Đến khoảng 5 giờ hơn cơ thể em mới bắt đầu mềm xuống. Thương em lắm, em ra đi mà không thể nhắm mắt vì em còn muốn chờ ba mẹ tới nhìn em lần cuối. Khi bố của em sang, nhìn Trùm, chú đã thực sự không cầm được nước mắt. Sự ra đi của Trùm thực sự là một mất mát vô cùng to lớn đối với cả gia đình. Đến khi đầy đủ bố mẹ sang thì lúc này Trùm mới có thể nhắm mắt an nghỉ. Dù còn sống hay đã chết, em vẫn luôn dành rất nhiều tình cảm cho mọi người. Dù em không phải là người nhưng em cũng có cảm xúc như vậy, cũng luyến tiếc khi phải rời xa người thân của mình. Cô chủ có xây cho em một phần mộ nhỏ nằm trong khu đất vườn của nhà mình. Mấy ngày gần đây cô còn mua thêm một máy tụng kinh Phật nhỏ để gần chỗ Trùm nằm để em được ra đi thanh thản. Cô chủ chia sẻ rằng ngày xưa Trùm nó cứ thấy chú ba là nó sủa, vậy mà giờ đây chính chú là người tỉ mỉ xây cho em phần mộ này. Con còn được làm cho một tấm bia mộ bằng đá hoa cương. Vợ chồng của chú làm bia cũng không lấy phần tiền làm bia. Cô nói rằng đây là phước, là phần của bé Trùm. Em ra đi nhưng mọi người vẫn luôn yêu quý và quan tâm đến em. Nhìn tấm hình của Trùm nằm trên tấm bia mà lòng người ta quặn thắt xót xa. Đó là tấm hình Trùm chụp trong ngày Tết cùng gia đình, là tấm hình đẹp nhất của em. Nhưng Trùm biết không, hình ảnh của em trong lòng mọi người còn đẹp hơn như thế nữa. Sau mấy ngày thì hôm qua ngày 29 tháng 7 dương lịch, phần mộ của con đã được hoàn thành. Con yên nghỉ giữa một vùng trời yên bình và thanh mát. Nghe cô nói rằng Trùm không đầu thai thành kiếp mới nữa, con đã được lên trời, con về với Phật, không còn phải chịu những nề hà và khổ đau của cuộc sống. Hiện đàn luôn hả mẹ? Trùm về, Trùm là không có đầu thai đâu mà Trùm về Tây Phương rồi, về nơi A Di Đà rồi. Rồi khoảng một tháng nữa thôi, những bông hoa sẽ đâm chồi và nở rộ xung quanh mộ em, ôm lấy em, chú cún đáng yêu nhất của chúng ta. Một lần nữa, tạm biệt Trùm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.